Đây là bến phà Bình Khánh nha mọi người. Hôm nay ngày 1 tháng 5 2022, ngày chủ nhật nha mọi người. Bây giờ là 10 giờ 45 phút. Đó mọi người, đó. Mình đang bến phà Bình Khánh, đi Cần Giờ chơi nha mọi người. Đi ăn xuống dưới, đi ăn hải sản, đi ngắm biển, đi 2 ngày 1 đêm. Sáng ngày mai về, sáng thứ hai về nha mọi người. Sáng ngày 2 tháng 5 2022 về. Chắc đến phà rồi mọi người ơi. Tiết giao thông được không? Mình xem mình đi. Thì liên tục cái đâu có dừng đâu mà. Phải còn cái. Đi vô nữa kìa. Nhưng mà đi liên tục, nhưng mà chỗ này nó ứ, không thể đi nhanh hơn được, phải không? Nó làm cái cầu rộng ra nữa. Phải cái đường vô đây á, đường vô đây nó chỉ cho đó thôi. Lẽ mình đi chuyến đó lắm. Cái phà này ngắn gì vậy? Ôi, phà nhỏ đi cũng nhanh. Phà nhỏ đi nhanh. Phải đó, phà nhỏ đi nhanh. À, cái phà này chia nhờ xe ô tô thôi. Cũng có mà, phà là phà nhỏ. Phà nhỏ đi ô tô thôi. Dưới chỗ thì nó luồn rồi đó. Đừng xuống nha. Là đến phà nha mọi người.
5 ngàn cũng rẻ. 28 ngàn à, bến Cần Giờ nhiều người. Mình đã qua Cần Giờ. Cầu xong là đất này, này là... Cầu xong là đất này lên giá. Đây mình đang ở quán ăn Sông Chi nha mọi người. Đây mọi người, quán ăn Sông Chi. Bãi xe của quán ăn Sông Chi nha mọi người, rất là đông. Quá là đông luôn mọi người. Quá đông luôn mọi người. Quá đông luôn mọi người. Đây quả ăn Sông Chi nha mọi người. Ở quả ăn Sông Chi. Chơi chơi ngón nha chị. Anh em đang ngồi. Gà bóc thấu. Ốc đụng ở đây kêu là ốc đụng. Ốc đụng chứ ha. Ở đây là mình kêu là ốc đụng. Dân địa phương này kêu con ốc này là ốc đụng. Ăn Sông Chi nha mọi người. Đó, ăn Sông Chi. Gió mát quá mọi người ơi. À, quán ăn Sông Chi nha mọi người. Trời mưa rồi ha. Không?
chợ hải sản nè. Cá hồ mà ăn ngon rồi. Hải sản tươi sống không? Cắt nha. Ừ. Mời các mẹ đi. Nó đứng theo lá chết á. Xe nổi nha mọi người. Giờ lên xe đi chơi tiếp. Mình đang ở dưới vị Duyên Hải Cần Giờ nha mọi người. Quán ăn xong chi ăn hết tất cả là có 4 món này 500.000, quá rẻ. Tôm viên hải sản, mì xào hải sản, gỏi, gỏi ốc giá, nghêu hấp xả, tổng cộng là 400.000, 500.000. Chụp hình cho mọi người. Bến phà Vũng Tàu nha mọi người. Tiền tiền tiền. Mình chuẩn bị qua thời phố Vũng Tàu. Để sẵn. Nha mọi người, mình chuẩn bị qua Vũng Tàu. Nhiều tiền. Đây là bến phà Vũng Tàu. Năm tương ăn đi. Đó.